Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có hơn 2.200 học sinh, các trường trung học phổ thông đã đăng ký tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia năm học 2024-2025. Con số này tăng gấp 2 lần so với kỳ thi năm học 2023-2024. Các học sinh đăng ký dự thi ở 13 môn thi: toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật. Trong số các môn này, ngữ văn có số lượng học sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với 320 em. Tiếp đến là môn tiếng Anh 296 học sinh, lịch sử 234 học sinh, địa lý 230 học sinh, sinh học 196 học sinh, vật lý 192 học sinh. Môn tiếng Nga có ít học sinh đăng ký dự thi nhất với 52 học sinh. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 25 và ngày 26 tháng 12 năm 2024.